Chào mừng các con đến với hệ thống bài giảng điện tử e-learning của khối tiểu học. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Hải Yến, cô đến từ trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hôm nay cô rất vui được đồng hành của các con tham gia bài học môn đạo đức lớp 1, bộ sách cánh diều. Đây là bài giảng thiết kế theo tiêu chuẩn e-learning và đóng gói theo tiêu chuẩn HTML5. Bài giảng e-learning sẽ giúp các con tự học tự khám phá nội dung bài học thông qua mạng Internet và được đóng gói để sử dụng độc lập hoặc tích hợp vào trang web. Nào, chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé!